xin thông báo với cả nhà, hiện nay các cháu vẫn chưa có về được mái ấm hoa hồng quận 12. Ai cho các con quà xin mọi người về đưa về L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Hồ Chí Minh. Ở đó có kho, anh ở đây không có kho, đồ đạc chật chội lắm, không có chỗ để, không có chỗ bước vô bước vào nhá, rất là chật chội. Thế mọi người thông cảm, cho các con quà thì đưa về Tô Ký, quận 12. Ở dưới đó có kho như cả nhà, rất là chật chội, không có chỗ đi lại, không có chỗ để đồ, không có không gian kho á. Mọi người mang quà đến đây nhiều, không có chỗ để. Xin thông báo mọi người mang quà gửi về địa chỉ L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mái ấm hoa hồng nha. Còn các bạn mang lên mái ấm thiên thần, không có chỗ để, không có kho, cả nhà chật chội vất vả lắm. Đồ còn chất vào trong nhà vệ sinh, mất vệ sinh an toàn nhá. Mất đồ đạc tùm lum. Đồ đạc tùm lum hết. Xin mọi người chuyển đồ về Tô Ký, quận 12 nhá cả nhà. Thế mọi người thấy này, mọi người thấy này, để đồ vào tận trong nhà vệ sinh nhá. Mọi người đừng mang quà đến mái ấm thiên thần lầu 1 Tô Ký nữa, chuyển về quận 12 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, số nhà L52, có cháu Tùng nhận quà nhá. Đây mọi người thấy không, đưa cả đồ vào nhà vệ sinh, chỗ đâu là chỗ các cháu sinh hoạt, đồ đạc tùm lum hết. Đưa lên đây nhiều quá không có chỗ để, các con không có chỗ sinh hoạt, bày đồ tùm lum.